stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. Ok các bạn, thì độ nhảy OV42 của chúng ta đấy là 95, 89, 100, 96, 97 và 94 nhé. Ok, còn nút bắn thì mọi người để cho mình là 45 nhé mọi người. Đây, chúng ta để là 45. Chúng ta lên kéo dịch nó xuống thì nó sẽ dễ vuốt hơn. Còn bây giờ là setting trong máy nhé. Ok, thì đây là setting trong máy nhé mọi người. Mọi người vào cài đặt và mọi người chọn vào phần trợ lăng nhé. Đây, mọi người chọn vào phần trợ lăng. Xong đấy thì mọi người chọn vào phần cảm ứng này. Mọi người chọn vào phần nút home ảo này. Xong mọi người kéo xuống. Mọi người chọn cái tốc độ di chuyển. Mọi người kéo kịch lên nhé. Ok. Còn góc lóng thì mọi người để là 1 giây nhé. Và dung size di chuyển thì mọi người kéo kịch lên luôn. Đây như mình này. Đấy thấy chưa, kéo kịch lên. Ok. Xong rồi thì mọi người quay lại và mọi người kéo xuống, mọi người chọn vào haptic tool. Sau đấy thì mọi người chọn nhanh nhé. Mình không có cái bao tool tại vì iPhone 12 trở lên là nó không có bao tool nữa rồi. Nếu như mà ai dưới iPhone 12 thì làm như bên riêng màn hình nhé. Đấy, mọi người bật lên xong mọi người kéo lên mạnh là được. Ok, và sau đấy thì mọi người quay lại nhé. Mọi người chọn vào phần điều khiển công tắc toàn màn hình. Xong mọi người chọn vào mặc định. Xong mọi người kéo xuống chữ hệ thống và mọi người chọn vào mục chạm nhé. Ok. Và tiếp tục thì mọi người chọn vào phần công thức. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo một công thức để bắn nó dễ hơn nhé. Đây, mình sẽ để tên công thức này là Việt Tiger. Mọi người để tên gì cũng được. Ok, xong đấy mọi người ấn vào chỉ định công tắc toàn màn hình. Xong mọi người ấn giữ tại điểm nhé. Mọi người chấm ngay dưới chữ chọn điểm này này. Ok. Xong bắt đầu mọi người bật cho mình cái thời gian chờ lên. Mọi người để thời gian chờ là 10 giây nhé. Chọn 10 giây xong rồi thì mọi người ấn quay lại nhé. Xong mọi người ấn vào khởi chạy công thức.
và mọi người chọn cái công thức mọi người vừa tạo. Rồi xong mọi người quay lại, mọi người kéo xuống, mọi người ấn vào phần con trỏ trượt nhé, mọi người chọn tin chỉnh. Còn phần tốc độ con trỏ trượt thì mọi người để thời gian là 90 giây nhé. Chúc mọi người có một OB42 bắn thật là bùng nổ nhé. Mong mọi người bấm đăng ký và bật chuông thông báo lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. When it comes to the Garcias, I'm the good boy.